kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện giảng giải chủ giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hội singapore thời gian tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm chín mươi tám Tập 30 chúng ta thế hội được rất sâu sắc ở trên kinh đại thừa chư phật bồ tát đối với tất cả đặc biệt là chúng sanh khổ nạn loại quan tâm yêu thương đó thật sự là đạt đến cực điểm có bao nhiêu chúng sanh có thể thể hội được có thể hiểu được tuy chúng sanh không thể thể hội có khi còn oán trách phật bồ tát phỉ bán phật bồ tát nhưng tâm từ bi của phật bồ tát không hề giảm bớt một phần nào đây là điểm tuyệt vời nhất vẫn cứ yêu thương như thường vẫn dùng đủ dạng phương tiện thiện xảo để giúp đỡ chúng sanh để dạy dỗ khuyên bảo chúng sanh như thường bởi vì chúng sanh như lời trên kinh này nói là ương ngạnh khó giáo hóa tà kiến tà hạnh không biết quay đầu không biết sửa lỗi cho nên chư phật bồ tát ứng hóa ở trong đó khéo léo uyển chuyển đang dạy dỗ khuyên bảo trong con mắt của phạm phu chúng ta đó là dùng hết tâm tư loại ân đức này không gì sánh bằng Bất luận là ở trên đạo lý Ở trên phương pháp Ở trong cảnh giới Đều là cực kỳ phương tiện thiện xảo Chúng ta mở quyển kinh ra Đọc những đoạn kinh văn này Cần phải thế hội cho được Trong bộ kinh này Hiển thị ra Bồ Tát Địa Tạng Văn Thù Phổ Hiền quan Âm Đều là thiện tri thức chân thật Đặc biệt là Ở trong hội này chỉ dạy người sơ học nói ra những chuyện tội khổ tình trạng quả báo này với chúng ta mục đích là dạy chúng ta tin nhân quả tin nhân thiện được quả thiện nhân ác nhất định có ác báo chúng ta nghe qua lời nhắc nhở này sau đó lại bình tĩnh quan sát xã hội hiện thực của chúng ta thì bạn có thể thấy ra được quả báo hóa ra ở ngay trước mắt bạn thử xem bạn bè thân thích của chính mình những người mà mình đã quen biết là quá rõ ràng rồi hơn nữa vô cùng nhanh chóng mỗi năm đều đang ở đó biến đổi đều đang ở đó chuyển biến sự chuyển biến này quan sát kỹ hóa ra chính là nhân quả người gieo nhân thiện tâm thiện hạnh thiện họ mỗi năm vẫn đều tốt hơn môi trường sống càng ngày càng tốt người tâm ác hạnh ác quan sát tỉ mỉ thấy mỗi năm một tệ hơn hiện tại nhìn tốc độ nhanh hơn nhiều so với trước đây nhìn rồi trước đây quả báo báo không có nhanh đến như vậy hiện nay là mỗi năm một khác nhau thậm chí là nếu bạn có năng lực có trí huệ quan sát sẽ thấy mỗi tháng mỗi khác báo ứng quá nhanh chỉ có hiểu rõ đạo lý và sự thật của nhân quả này mới có thể bước vào phật pháp được bạn mới có thể tin lời phật nói mới có thể tiếp nhận mới có thể y giáo phụng hành mục đích cuối cùng là ở chỗ này giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ lìa khổ được vui phật bồ tát không tiếp nhận bất kỳ sự thù lao nào tuyệt đối không có danh vọng lợi dưỡng chúng ta cung kính đối với các ngài là biểu thị một chút tâm cảm kích của bản thân chúng ta chứ phật bồ tát hoàn toàn không yêu cầu chúng ta cung kính đối với các ngài không có cái ý nghĩ này mời xem đoạn kinh văn này dưới đây địa tạng đáp ngôn nhân giả ngã kim thừa phật uy thần cặp đại sĩ chi lực lược thuyết địa ngục danh hiệu cập tội báo ác báo chi sự chỗ này chúng ta nhất định phải học tập phần lớn người hiện nay là tự cao tự đại học cái của người khác vẫn không chịu thừa nhận mà còn đi mắng người ta đây là của tôi không phải của họ vậy là có tội lỗi rồi bạn xem bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng là nhân vật cấp bậc nào chúng ta thử xem pháp hội này pháp hội ở phía trước mọi người đã xem thấy chư phật mười phương đều đến tham dự pháp hội này những vị phật này là người thế nào trong đời quá khứ đều là học trò của bồ tát địa tạng Học trò người nào cũng thành Phật rồi Bản thân Ngài vẫn đang làm Bồ Tát Thật tuyệt vời Ngài là không muốn thành Phật Nếu thành Phật là quá đơn giản rồi Có lẽ đã thành Phật từ lâu rồi Ngài giữ trọn lời thể nguyện của mình Nếu địa ngục không trống không thề không thành phật cho nên chúng ta muốn hỏi bồ tát địa tạng có cơ hội thành phật hay không không có địa ngục vẫn có người ngài đã phát tâm ngài không làm phật ngài muốn làm bồ tát để giúp đỡ chúng sanh địa ngục đây là thân phận gì lời ngài nói khiêm tốn biết bao khiêm nhường biết bao nhân giả nhân giả là cách tôn xưng đối với bồ tát là người nhân từ Ngài không nói bản thân Ngài có năng lực để trả lời Ngã Kim Thừa Phật Uy Thần Nhờ sự gia trì của Phật Không những nhờ sự gia trì của Phật Còn nhờ sự gia trì của Ngài nữa Là Bồ Tát Phổ Hiền Cặp Đại Sĩ Chi Lực đại sĩ là chỉ bồ tát phổ hiền trí huệ đạo lực của bồ tát phổ hiền cũng không thể nghĩ bà chư phật gia trị bồ tát phổ hiền gia trị lược thuyết địa ngục danh hiệu tiếp đó báo cáo sự việc này với mọi người Chúng ta cần khiêm tốn Người hiện nay Thật sự là ước vọng hảo huyền Cái gì cũng nói sáng tạo Cách tân Xin thưa với các vị Thánh nhân thế gian và suốt thế gian Không có sáng kiến mới Không có cách tân Khổng lão phu tử ngày nói Cả đời ngày dạy học chỉ là thuật lại chứ không sáng tác Bản thân Ngài không có sáng tác Những gì nói ra Đều là lời của cổ thánh tiên hiền Là lời dạy của cổ thánh tiên hiền Chứ bản thân không có sáng tạo Thích Ca Mâu Ni Phật nói với chúng ta Tất cả Pháp trong 49 năm Mà bản thân Ngài cả đời nói ra Không phải là của mình Chính mình không có sáng tác ra để nói Đều là thuộc lại lời của cổ Phật Cho nên Ngài nói Ngài không có nói một câu nào Những gì nói ra là của cổ Phật Không có câu nào là ý của riêng mình Khổng lão phu tử chỉ thuật lại mà không sáng tác Thích ca mâu ni Phật cũng là thuật lại mà không sáng tác người đời sau của chúng ta tài giỏi, người đời sau thì có sáng tác. Thảo nào số kinh sách của thích ca Ni phật không có bản quyền là của người khác không phải của mình. Ngài làm sao có thể có bản quyền được chứ? Người hiện nay tài giỏi là sáng tác của riêng mình nên có sở hữu bản quyền. Chúng ta cần phải học tập. quả thật sự là thái độ học tập của thế tôn và khổng lồ phu tử là chính xác đây là tương ưng với tâm tánh tương ưng với tánh đức cho nên các ngài đối nhân sự thế đều vô cùng khiêm hạ những gì phu tử biểu hiện là hạ thấp mình mà tôn kính người chúng ta ở trong sách đọc thấy khổng lão phu tử đối với người nghèo khổ thấp hèn cũng vô cùng tôn kính không dám khinh mạng Không khi nào dám nói mình cảm thấy cao quý, tự đại, xem thường người khác. Chúng ta không có nhìn thấy điều đó ở trong hành nghi cả đời của phu tử. Phật thì càng khỏi thần nói nữa rồi. Cống cao ngã mạng là rất phiền não. Chỉ cần có ý nghĩ này ở trong đầu, thì Phật Pháp một phần cũng không thể thâm nhập được rồi. Chướng ngại rồi Tự mình chướng ngại chính mình Tham sân si mạng nghi Sau cùng Là ác kiến Ác kiến chính là Thân kiến Biên kiến Kiến thủ kiến Giới thủ kiến tà kiến Hợp chung lại gọi là ác kiến sáu căn bản phiền não là nói cái này sáu căn bản phiền não là chướng ngại lớn nhất chúng ta tại vì sao học phật không thể khế nhập được tại vì sao chúng ta đọc kinh không thể khai ngộ là không biết mình có sáu loại chướng ngại này không biết được sáu loại chướng ngại này nếu như chỉ có một thì bạn vẫn không thể thấy đạo được đừng nói là chứng đạo thấy còn không thể thấy được sáu loại chướng ngại trừ sạch rồi bạn mới là ở kiến đạo gì cho nên nếu chúng ta muốn được lợi ích chân thật của phật pháp thì sáu chướng ngại này Bạn không đoạn thì làm sao được Đoạn thật sự Đường chủ ở trong niệm Phật đường Thường hay nhắc nhở đại chúng Buông xả thân tâm thế giới Thế là sáu loại này Xả bỏ hết rồi Sáu loại này chính là thân tâm thế giới Không buông xả không được Nhất định phải buông xả ừ. Xin xem tiếp kinh văn dưới đây Nhân giả Diêm phù đề Đông phương hữu sơn Hiệu viết Thiết vi Kỳ sơn hắc thúy Vô nhật nguyệt quan Những sự việc ở trong kinh địa tạng này nói không thể dùng nhãn quan khoa học hiện đại để khảo chứng vì sao vậy khoa học chúng ta ngày nay nói lời thành thật vẫn còn khá là non nớt trần tướng vũ trụ trước mắt chúng ta đây ai biết được chứ không nên cho rằng những gì chính mắt tôi nhìn thấy đây chính là thật không thể tin cậy được những gì chính mắt bạn nhìn thấy công năng thấy của mắt bạn rốt cuộc là bao lớn bạn không biết được chính mắt tôi trông thấy giảng đường chúng ta hai mươi mấy người chính mắt trông thấy vậy trong giảng đường này còn có bồ tát còn có thanh văn có duyên giác có thiên long quỷ thần bạn có thể nhìn thấy không không nhìn thấy bạn làm sao có thể nói chính mắt bạn trông thấy bạn làm sao có thể khẳng định như vậy tại vì sao bạn không nhìn thấy công năng của mắt quá hữu hạn Chúng ta biết Mắt thấy là nhờ có ánh sáng Khi tối thì bạn không thể nhìn thấy Bạn là nhờ ánh sáng Bạn mới có thể nhìn thấy được Thế nhưng sống của ánh sáng khác nhau Những gì chúng ta nhìn thấy Là vô cùng hạn hẹp Chỉ trong đoạn sống ánh sáng này Giải tần số của chúng ta Chỉ vừa đúng trong đoạn này trong đoạn này chúng ta có thể thấy rõ ràng nếu dài hơn hoặc là ngắn hơn đoạn ánh sáng này cũng không thể nhìn thấy được những vật dài hơn đoạn sóng ánh sáng này không biết là bao nhiêu ngắn hơn cũng không biết là có bao nhiêu nếu như có một ngày nào công năng mắt của các bạn không còn chướng ngại nữa tất cả sóng ánh sáng bạn thấy đều không có chướng ngại nữa bạn nhìn thế giới này lập tức liền thay đổi ngay khác nhau rồi bạn làm sao có thể tin mắt thấy là thật được mắt thấy sắc tai nghe tiếng đều là ở tình trạng này đây là nói chân tướng với bạn hiện nay nói điều này bạn tương đối có thể thể hội Chúng ta dùng thiết bị khoa học có thể đo đạt được sóng ánh sáng mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy. Mọi người quen thuộc nhất là tia tử ngoại chúng ta không thể nhìn thấy. tia X chúng ta không thể nhìn thấy. nhờ vào thiết bị chúng ta biết nó có tồn tại. Nhà khoa học biết có rất nhiều sóng ánh sáng khác nhau mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy. Cho nên, sóng ánh sáng tồn tại đồng thời. Nếu bạn nhìn thấy được toàn bộ, thì đạo tràng này là sẽ khác nhau rồi. Đạo tràng này bao lớn vậy? Căn phòng này của chúng ta bao lớn? Tận hư không khắp Pháp giới. Không thể nghĩ bạn. tại vì sao tận hư không khắp pháp giới nếu như tầm nhìn của bạn mở rồi tất cả chướng ngại đều không còn thì tất cả sóng ánh sáng bạn đều nhìn thấy sóng ánh sáng này là mở rộng đến hư không pháp giới những cây trụ hai tường này đều trong suốt cả không có chướng ngại rồi bạn ngồi ở nơi đây nhìn lên trên sẽ nhìn thấy vô tận hư không pháp giới phía trên nhìn xuống phía dưới nhìn hai bên vô lượng vô biên mười phương thế giới này đều ở ngay trước mắt bạn không còn bị hạn cuộc ở trong phạm vi nhỏ này nữa đây là nói lời chân thật với bạn nếu bạn dùng Phương pháp khoa học ngày nay Để khảo chứng Thì không thể khảo chứng ra được rồi Đây là nói Năng lực của khoa học kỹ thuật Vẫn chưa phát triển đến trình độ này Khoa học kỹ thuật nói lời thành thật Là còn khá non nớt so với Phật Pháp những gì phật nói ra có một số phần được chứng minh rồi chứng minh được là một số phần rất ít đại đa số phần còn lại khoa học kỹ thuật vẫn chưa đạt đến cho nên chúng ta phải tin lời phật nói diêm phù đề đông phương hữu sơn có núi thiết vi Mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy Thiết bị khoa học cũng không thể thăm dò được Cho nên có người Tôi ở Đài Loan Có người đến hỏi tôi Hiện nay tàu ngầm hạt nhân đã lặn xuống đáy biển Không có phát hiện được lông cung Rốt cuộc lông cung có hay không? Long cung thì ở dưới đáy biển, tàu ngầm lặn xuống nhưng nhìn không thấy. Trên mặt trăng có bồ tát nguyệt quang, người du hành vũ trụ lên mặt trăng cũng không có nhìn thấy. Có hay không có? Có mà con người không nhìn thấy. Phạm Thánh đồng cư độ Những sự việc này Nói thật ra Người hơi có tìm hiểu về Phật Pháp Phải biết Pháp Sư Pháp Chiếu Đây là vào thời Triều Đường Ngày Triều Bái Ngũ Đại Sơn Nhìn thấy Đại Thánh Trúc Lâm Tự Đây là đích thân Ngài trải qua Chúng tôi tin không phải Ngài nói lời hư dối Nhìn thấy văn thù phổ hiền Đang giảng kinh thuyết pháp Thính chúng có đến hơn một dạng người Ngài có nghe một buổi Còn thỉnh giáo với Bồ Tát văn thù là Thời kỳ mạt pháp căn tánh chúng sanh thấp kém Cần phải học pháp môn nào mới tốt Bồ Tát Văn Thù khuyên Ngài tu Pháp môn niệm Phật Cách niệm như thế nào Còn dạy ngày niệm nữa Pháp môn niệm Phật ngũ hội Là do Bồ Tát Văn Thù Dạy cho Pháp Chiếu Sau khi Pháp Chiếu rời khỏi ngũ Đại Sơn Trên đường về thì đánh dấu Để lần sau trở lại sẽ dễ tìm Làm dấu được mấy cái Quay đầu lại nhìn thì không còn nữa Chỉ thấy một vùng núi hoang Nghe gì thử nghĩ xem Bạn dùng khoa học làm sao có thể thăm dò được chứ Đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù Thanh Tịnh Trang Nghiêm Ngài có duyên nhìn thấy rồi Các bạn đọc Tam Muội Thủy Xám Ngộ Đạt Quốc Sư nhìn thấy đạo tràng của Tôn Giả Ca Đặc Ca Ở Tứ Xuyên Cũng ở trong vùng núi Hoang Thiết bị khoa học làm sao có thể thăm dò được nghe đến nơi đó quả thật bệnh của ngài được chữa khỏi cho nên không nên tin chính mắt mình nhìn thấy điều đó là không thể tin cậy được rồi chính tay mình nghe thấy cũng không đáng tin môi trường này rất phức tạp rốt cuộc bạn nhìn thấy được bao nhiêu cho nên chân tướng của vũ trụ nhân sinh chúng ta không biết cho rằng mình thấy rất rõ ràng nghe rất minh bạch tin vào sự thấy biết của mình đâu có biết đó là sai lầm chứ cho nên phật ở trên kinh nói với chúng ta rất rõ ràng là trước khi chưa có chứng được quả a la hán thì không nên tin vào ý của mình là có đạo lý a la hán thế nào a la hán thông suốt rồi chướng ngại không còn nữa a la hán chứng được lậu tận thông cho nên sáu căn họ tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài là khác với chúng ta họ đã đột phá tất cả giới hạn của sóng ánh sáng sóng âm thanh sóng từ cho nên họ nhìn thấy là chân tướng còn chúng ta nhìn thấy là vọng tướng Tại vì sao A-la-hán có năng lực này Rất đơn giản Kiến tư phiền não xả bỏ sạch rồi Chính là tôi vừa mới nói Sáu loại chướng ngại không còn nữa Cái mà A-la-hán đoạn không phải gì khác Chính là tham sơn si mạng nghi á kiến Á kiến là ngũ lợi xử cũng chính là chúng ta thường hay gọi là kiến tư phiền não cái này đã đoạn hết rồi cho nên chướng ngại của họ không còn nữa mới có thể nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh những lời này nhất định phải nói trước nếu không thì những việc này trong kinh địa tạng rất khó hiểu bạn sẽ cho nó là gì cho là mê tín bạn nói nó không hợp khoa học vậy thì lợi ích của kinh này bạn sẽ không được một mảy may lợi ích gì không những không được bạn còn tạo tội phỉ bán pháp nữa Lợi ích không có đạt được Mà còn rước quả hại đến nữa đây không phải là ý của Phật rồi Cho nên chúng tôi giảng loại kinh luận này Cần phải đem đạo lý này giảng giải cho rõ ràng Giảng giải minh bạch Tôi ở lần trước Chính là vào đầu tháng này Tôi đã có 6 buổi diễn giảng tại Hồng Kông Mừng ngày kỷ niệm Hồng Kông được trao trả về trung quốc chúng tôi giảng đại ý kinh vô lượng thọ trong thính chúng có một vị đồng tu trước đây là làm việc trong giới kịch điện ảnh ông đã kể cho tôi nghe mấy câu chuyện là thật người thật diệt thật bởi vì quay phim điện ảnh có những lúc phải làm việc vào buổi tối quay ngoại cảnh vào ban đêm cho nên thật sự là có quỷ những phần mộ ở ngoài trời này ông có một người đồng nghiệp quay ngoại cảnh ban đêm đêm đã rất khuya rồi cũng là lúc đầu óc không tỉnh táo khi lái xe chạy đến một khu phố rất náo nhiệt trong tâm ông nghĩ con đường này xưa nay mình cũng chưa từng đi qua sao ở nơi này lại có phố xá sầm uất như vậy đã nhìn thấy cảnh náo nhiệt nhiều người như vậy ông cũng liền xuống xe đi tham quan một chút dạo chơi xem nhìn thấy bán đồ ăn tuyệt quá đã hai giờ khuya bụng cũng đói rồi liền vào trong một quán nhỏ để ăn mì Sau khi ăn xong thấy buồn ngủ Liền Lái xe trở về Trên đường trở về cảm thấy toàn thân rất khó chịu Nghĩ đến chỗ này càng nghĩ càng thấy không đúng Đến sáng hôm sau Lại lái xe đi con đường đó Thì nhìn thấy nghĩa địa Mới biết là gì gặp phải quỷ Đoạn đường của quỷ những thức ăn ăn vào đó ói ra hết Ói ra toàn là dung, bùn đất Và có những thứ như vậy Sau đó phát một cơn bệnh nặng Gần như chết rồi Vì sao đầu óc không bình thường Liệt ngừng công việc Hai ba năm cũng không thể làm việc được Người gầy ốm tông teo Trải qua mấy năm Ông lại trở lại làm ngành nghề này nhưng chẳng bao lâu dường như lại gặp phải tình trạng tương tự như vậy và sau đó thì chết đi đây là đồng nghiệp của ông ở trong giới điện ảnh họ đều tin về những chuyện này vì đích thân gặp phải rồi cho nên xứ sở này là nơi quỷ thần Sống tạp cư với con người chúng ta Những tình trạng sống của quỷ đó Không có khác gì với người chúng ta Quỷ cũng có đô thị Mà chúng ta không nhìn thấy Do trùng lập chung với chúng ta Hai tầng số khác nhau Hai làng sống khác nhau Nhưng trùng lập với nhau cho nên chúng ta nói là chính mắt nhìn thấy chính tay mình nghe thấy làm sao có thể làm chủ được chứ đích thân bạn trải qua bạn phải đề cao cảnh giác bạn phải hiểu rõ khổng lão phu tử dạy chúng ta kính và tránh xa quỷ thần quỷ thần có hay không có nhất định phải tôn trọng phải tôn kính họ tránh xa là ý gì vậy tránh xa là không nên học tập theo họ là cùng một đạo lý giới lễ kính chư phật trong mười nguyện của bồ tát phổ hiện phu tử đối với quỷ thần đối với tà môn ngoại đạo không có giảm bớt đi tâm cung kính thật sự là lễ kính chư phật phu tử đã làm được rồi chúng ta đối với họ nhất định phải cung kính đối xử với quỷ thần nhất định phải như pháp phật ở trên kinh điển đã dạy cho chúng ta rất nhiều chúng ta phải hiểu rõ việc tế tự của nho gia chúng ta phải xem trọng quỷ thần được yên ổn có quan hệ mật thiết đối với sự ổn định hay loạn lạc của thế gian chúng ta nếu như khiến cho những quỷ thần này đều không được yên ổn một khi họ làm loạn thì sẽ ảnh hưởng xã hội của chúng ta có biết bao nhiêu cuộc biến cố tự dưng sẽ xảy ra chúng ta nói tự dưng nhưng thật ra là do quỷ thần đang làm loạn đạo lý này không thể không biết người xuất gia nhà phật sống ở trên núi muốn che một cái am tranh che am tranh đương nhiên phải lấy vật liệu ngay đó phải đi đúng cây phật dạy cây có chiều cao bằng đầu người chiều cao qua khỏi đầu người đều có thần cây thần cây là gì là quỷ thần trú nương nhờ vào cây họ không có chỗ ở họ nương nhờ vào chỗ này để che mưa gió để ở quỷ thần nương tựa vào trong cây để ở liền gọi họ là thần cây nếu chúng ta đúng cái cây này hay nói cách khác chính là chúng ta đoạt mất chỗ ở của họ họ có bằng lòng hay không nếu như họ không bằng lòng khởi niệm ác họ liền đến gây khó dễ là muốn đến trả thù là muốn gây chuyện với bạn căn nhà bạn ở này bạn sẽ ở không yên tâm được rồi nếu như phước báo của bạn lớn thì họ đành phải chịu không dám xâm phạm bạn để đến khi thời vận của bạn suy rồi họ sẽ đến gây phiền phức họ rất có tâm nhẫn nại để chờ đợi khi thời giận bạn hanh thông Họ không thể gây chuyện với bạn Phước báo bạn lớn nên không gây chuyện được Để đến khi thời giận bạn suy Sẽ đến gây phiền phức Cho nên Phật dạy chúng ta Muốn đốn cái cây đó Trước ba ngày phải cúng tế Tụng kinh Nói cho họ biết Tôi bị thế cùng Nên bất đắc dĩ Tôi cũng cần chỗ ở ngài có thể dời nhà đi chỗ khác khuyên họ dời nhà không được nói thấy cây này tốt bạn liền muốn đốn thì không được phép trước đó ba ngày nhất định phải cúng tế ngay cả những chi tiết nhỏ ở nơi này cũng phải xem trọng như vậy hiện nay mọi người không tin điều này rất nhiều nơi trước đây là những gò đất nghĩa địa Hiện tại Tùy tiện dời mồ mã đi Chiếm đoạt những nơi đó để xây nhà cao tầng Con người sống ở chỗ này May mà vẫn còn một chút phước báo Duy trì được vài năm Đến khi phước báo hết rồi Thì nhóm quỷ thần này sẽ đến gây phiền phức Khiến cho những người như bạn sống ở trong đây Thân tâm bất an Xã hội của bạn động loạn Bạn làm cho họ không được yên ổn họ cũng sẽ báo thù cũng làm cho bạn không được yên ổn thiên tai nhân họa xảy ra đều có lý do cả mà thập pháp giới là một thể không thể không biết thánh nhân thế gian và xuất thế gian đều dạy chúng ta suy bụng ta ra bụng người Phật Pháp không chỉ là nói về con người Phật Pháp còn nói đến vật Vật chính là trời đất quỷ thần Thấy đều bao gồm ở trong đó Chúng ta muốn sống hạnh phúc mỹ mãn Thì bạn cũng phải nghĩ là Quỷ thần cũng mong muốn sống hạnh phúc mỹ mãn Xúc sanh cũng mong đời sống của nó được mỹ mãn làm sao có thể ăn thịt chúng sanh được chứ trên kinh này đã nói rất rõ ràng ăn thịt chúng sanh giết hại chúng sanh thì sẽ bị quả báo như thế nào chúng ta có muốn đem thịt của mình cung cấp cho người khác ăn không cùng đạo lý như vậy mà Chúng ta không muốn người khác đến ăn mình Thì động vật Nó cũng là như vậy Nó làm sao có thể muốn con người ăn thịt nó được chứ Chúng ta giết chúng, ăn chúng Có phải nó rất quan hỷ hay không? Người cùng tâm ấy Tâm cùng lý ấy Cho nên ăn thịt chúng sanh loại oán hận này, nỗi oán hận của tất cả chúng sanh này, vĩnh viễn không thể tiêu mất. gặp phải cơ hội nó sẽ đến trả thù. Phật pháp nói, ăn nó nửa cân, trả nó tám lạng. đời đời kiếp kiếp, ăn nuốt lẫn nhau không bao giờ dứt. chúng ta có được thân người thân này là thân nghiệp báo nên đành chịu nếu không có những nguồn dinh dưỡng này thì không thể duy trì mạng sống muốn duy trì mạng sống nên bất đắc dĩ phải ăn uống trong ăn uống đã là bất đắc dĩ rồi bạn nhất định phải biết giảm bớt kết oán với chúng sanh bớt tạo nghiệp động vật có mạng sống thực vật cũng có mạng sống chúng ta ăn động vật là sai rồi ăn thực vật cũng là sai rồi nhưng mà nếu so sánh trong hai cái này thì thấy động vật có tình thức rõ ràng hơn thực vật hay nói cách khác ý niệm trả thù của động vật không biết là mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với thực vật cũng chính là chúng ta bỏ đi động vật có tánh linh lớn không giết hại nó còn thực vật rốt cuộc tánh linh của nó yếu ớt hơn rất nhiều bất đắc dĩ phải ăn nó thôi trong giới kinh nói tỳ kheo thanh tịnh thì không đạp lên cỏ xanh thật sự hiển thị ra lòng từ bi có đường đi được tại vì sao không đi đường tại vì sao lại dẫm lên cỏ trừ khi là bạn không có đường đi nhất định phải đi qua từ chỗ này đây cũng là bất đắc dĩ bất đắc dĩ tức là có thể tha lỗi được có thể tha thứ nếu như có đường thì bạn nhất định phải đi dòng theo đường chứ không được phép dẫm lên cỏ rồi cho nên phải yêu quý sự sống thực vật cũng phải yêu quý phải có tâm thương yêu đối với người, với sự, với vật. Tâm yêu thương chân thành, thanh tịnh. Khi ăn là bất đắc dĩ phải ăn. Cho nên Phật dạy chúng ta năm pháp quán khi ăn. Thường giữ tâm báo ân Giữa con người với nhau có ân đức Con người với tất cả dạng vật cũng có ân đức Chúng ta mỗi ngày tu hành Niệm Phật tụng kinh Đoạn ác tu thiện Dùng công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh là báo ân Bạn xem Loại tâm này chân thật biết bao Cái nghĩa này phúc hậu biết bao Vậy mới tương ưng với tâm tánh Nếu như chúng ta không có cái quán tưởng này Không có tấm lòng thành này Thì bạn mỗi ngày đang tạo tội nghiệp Bạn hiểu rõ đạo lý này thường soi chiếu như vậy thì những thực vật này cung cấp dinh dưỡng cho bạn nó cũng có công đức nó thật sự cúng dường cho bạn bạn có hồi báo cho nó có hồi báo là không phải đoạt lấy nên không kết oán thù với nó mà kết ân đức với nó. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Hữu đại địa ngục, hiệu cực vô gián, hữu hữu địa ngục danh đại a tỳ. Đây là Bồ Tát Địa Tạng Trước tiên giới thiệu Báo cáo với chúng ta Hữu Quả thật là có Không phải không có Cõi ngạ quỷ Với cõi địa ngục Vẫn khác nhau không phải cùng một cảnh giới ở trong cõi ngạ quỷ không có ánh sáng mặt trời mặt trăng là giống như phía trước nói họ sống ở trong tối tâm cõi ngạ quỷ chúng ta gọi là âm gian quả thật là có người đi qua rồi ở trung quốc có rất nhiều bút ký hay trong tiểu thuyết viết rất nhiều đó không phải là nói tùy tiện những gì trong duyệt vi thảo đường bút ký liêu trai chí dị kiên di chí nói xin thưa với các vị đều là sự thật đều không phải là giả tôi học phật nhiều năm như vậy trước khi chưa có học phật tôi chưa có nhìn thấy quỷ bao giờ nhưng tôi từng gặp hồ ly tinh là thật không phải là giả Chính mắt mình nhìn thấy. Và rất nhiều người cũng nhìn thấy. Tôi nhìn thấy Hồ Ly Tinh là một người nam, không phải nữ. Là người nam. Mặc áo khoác dài màu lam. Là thời kỳ kháng chiến. Rất nhiều người nhìn thấy Nhưng không có người nào Nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của nó Chưa từng nhìn thấy bao giờ Mặt mũi rất mờ nhạt Hồ Ly muốn biến thành người phải trải qua 500 năm Có lẽ người ấy chưa đến 500 năm Vẫn còn thiếu là hình dạng của một con người Mặt mũi chưa rõ ràng tôi vào lúc đó mới mười mấy tuổi lúc mười sáu mười bảy tuổi hằng ngày đi săn tôi rất muốn bắn nó mẹ tôi ngăn cấm dứt khoát không được gây chuyện với người ta gây chuyện rồi sau này rất phiền phức tôi là bị mẹ mình ngăn cấm tôi rất muốn bắn nó Con hồ ly đó sống ở trên lầu của chúng tôi Thời kỳ kháng chiến Chúng tôi sống ở trong một nhà dân Nó là ở trên lầu Trên lầu đó có mấy mươi năm Không có người đi lên Cho nên có một ổ hồ ly ở trên đó Ai cũng biết Có người nhìn thấy lúc sáng sớm Hồ ly ở trên nóc nhà lẫy mặt trời mọi người chúng tôi ở đó cũng tương đối yên ổn nó cũng không quấy nhiễu người khác mọi người cũng không dám gặp nó chúng tôi lúc đó còn nhỏ mà cũng rất to gan lúc nào cũng muốn chạy lên lầu để xem thử nhưng người lớn thì không cho phép cũng không có cầu thang đó là thật chứ không phải giả thật sự biến thành hình dạng người có khi đi ra ngoài tán bộ Nhìn thấy Cho nên ở thế gian Tôi là vô cùng tin Những chuyện về quỷ và hồ ly Trong liêu trai chí dị đã viết Tôi tin là thật Không phải là giả Tuyệt đối không phải là tin đồn nhảm rồi Lúc kháng chiến thắng lợi Quê hương chúng tôi có xảy ra một chuyện kỳ lạ Chuyện này tôi biết rất rõ ràng quê hương tôi là nơi sản xuất gạo và phần lớn gạo được xuất khẩu từ Vu Hồ để chuyển đến Vu Hồ để bán đó là thị trường tôi có người họ hàng thân thích ông năm đó thu hoạch cũng khá gạo chở đầy trong một thuyền bườm nhỏ gạo được đựng trong bao gai từng bao từng bao chuyển đến Chở đến Nam Kinh để bán Khi cho gạo lên thuyền Có người nhìn thấy Có một con gì đó Giống như là con trồn vậy Từ gián cầu nhảy lên thuyền Nhìn thấy như vậy Sau khi nhìn thấy rồi Thì rất nhiều người lên thuyền để tìm Nhưng không thể tìm thấy Quá thật không có Nghĩ là có lẽ người nhìn thấy Sai lầm hoặc là bị qua mắt Và con thuyền này được dẫn chuyển đến Nam Kinh Sau khi đến Nam Kinh Thì thuyền này gạo bị mất hết Cái bao gai đó hình dạng vẫn còn nguyên Mà bên trong thì không có hạt gạo nào Cho nên mọi người mới biết Không phải mắt mình nhìn sai Có lẽ là do cái thứ ấy tác quái Họ nhìn thấy là con trộn có lẽ là do nó tác quái Không biết đã đắc tội với nó như thế nào Mà cả thuyền gạo bị nó chuyển đi mất Người thân đó của tôi Là người bà con xa họ Trần Chẳng biết làm thế nào Vô phương liền ở lại Nam Kinh Mấy ngày rồi trở về Sau khi về nhà Thì gạo cung ấy lại nằm yên ở trong kho Bị chọc ghẹo như vậy dùng cách gì chuyển nó trở về thì không biết đây có lẽ là đắc tội với nó nhưng đắc tội không lớn chỉ trừng phạt bạn một lần giở trò như vậy cho bạn biết mà thôi là chuyện thật không phải là giả những chuyện trời đất quỷ thần này đích thân tôi đã trải qua rồi chuyện này xảy ra ở huyện ngu giang Là chuyện của 50 năm về trước Cho nên chúng tôi tin sâu không nghi đối với chuyện này Chỗ này nói hữu đại địa ngục Địa ngục lớn ở dưới núi Thiết Vi Chúng ta không có cách gì chứng thực được Chúng ta cũng không nhìn thấy Nhưng quả thật là có Bạn tạo nghiệp này thì cảnh giới này liên hiện tiền ngay bạn sẽ phải thọ nhận những khổ máu này pháp sư thanh lương ở trong chú giải đã nói với chúng ta vô dáng a tỳ cái danh xưng này ở trong kinh điển của phật đều có nói rốt cuộc là một cái hay là hai cái từ xưa đến nay không có cách gì xác định được Cũng có đại đức xưa nói Vô gián chính là A tỳ A tỳ chính là vô gián Và cũng có nói vô gián Cùng với A tỳ là hai địa ngục khác nhau Nhưng nói tóm lại Hai địa ngục này Đại khái đều là nơi Thọ báo của người Có tội nghiệp cực nặng Điều này là có thể khẳng định rồi Trên kinh Ngài chỗ này Cũng nêu ra cách nói Ở trong kinh điển Như kinh A Hàm Kinh Quán Phật Tam Muội Trong đó nói là một cái Vô gián cùng với A Tỳ là một cái Nhưng trên kinh này giới kinh lăng nghiêm nói là hai cái hữu đại địa ngục hiệu cực vô gián hữu hữu địa ngục danh đại a tỳ vậy thì chẳng phải là hai cái sao? cho nên nói một loại hay là hai loại đều có kinh điển làm căn cứ xưa đây những vị gì... tổ sư đại đức này cũng không có cách gì khẳng định nói đó rốt cuộc là một hay là hai cái. Chúng ta đọc kinh này thì căn cứ theo cách nói của kinh này. Kinh này nói là hai cái thì chúng ta liền xem là hai cái. Hai cái đại khái thọ báo ở trong đó đều là vô cùng nghiêm trọng. Cực kỳ thống khổ ý nghĩa của đoạn này vẫn chưa thể nói xong thế nhưng hôm nay thời gian đã hết rồi ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục giảng tiếp A di Đà Phật cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng Tây cư sĩ móc gmail.com người đọc Hạnh quan nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệp phước sanh tóc xả mê đồ tảo đăng phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật